Người cha của chàng trai này đã rất tự hào khi nói về con trai đang học y ở Đại học Bắc Kinh, nhưng ông ấy không biết rằng chính điều đó đang làm cho trái tim của con trai đổ vỡ. Sinh ra ở vùng nông thôn, việc cậu có thể đậu vào khoa y của Đại học Bắc Kinh đã là một điều rất khó, nhưng để có tiền học phí và chi phí sinh hoạt còn khó khăn hơn rất nhiều. Chính vì thế người cha đã cố gắng làm việc vất vả, nặng nhọc, lo tiền cho cậu, điều đó dẫn đến cơ thể của ông dần suy yếu. Ban đầu cho anh nghĩ rằng bệnh dạ dày chỉ là do làm việc quá mức gây ra, nên chỉ nghỉ ngơi một vài ngày là ông ta lại bắt đầu làm việc. Nhưng trong một lần làm việc, ông bất tỉnh và được chuyển đến bệnh viện kịp thời. Lúc này, ông mới biết mình đã mắc bệnh ung thư, con trai khi biết kết quả đã suy sụp. Người cha luôn tự hào khi có con trai đang theo học tại một ngôi trường đỉnh cao của y học, nhưng chính anh lại bất lực trong việc cứu chữa cho ông ấy. Đây có lẽ là căn bệnh đầu tiên cậu phải đối mặt và cũng là căn bệnh cả đời này cậu sẽ không quên.